Chúng ta đến với trận thiếu thứ tư ở trong xe đấu thứ hai này. Bên họ là Greek Roman, còn bên mình là AC Real và như vậy AC Per đối đầu với Greek Roman. Vâng, kèo khó dành cho bên bạn, nhưng mà không được chủ quan. Mapla này rất là ảo. Vâng, quá nhiều trận mà chúng ta chứng kiến những quân những trận mà quân đẹp hơn mà thua rồi, nên là không được chủ quan. Đây là Persian của Hồng Anh và AC Real của Gandhi. Không quá mắc binh. Vâng, trận này thì Gandhi cầm Persian thì đẹp hơn. Vâng, nhà cực dọc. Vâng, tơn này khoảng năng gió 3% để thấy hai voi một heal rồi. Một bầy hiệu nữa, như vậy là bài của Hồng Anh đã đủ đồ và chúng ta sẽ đến với hành máy của Gunny. À không, bài Gunny đã đủ đồ và đến với bài của Hồng Anh. Cũng có một bầy hiệu, có voi. Vâng, cứ thế voi hiệu là tươi đối với Persian rồi. Hồng Anh để ý câu con voi sớm nhá, xe giỏ 17 gió con voi rồi đấy. Vòng một bài Hồng Anh sẽ đánh với cái bài mà hai hiệu một voi. Vòng biết còn giò thêm gì nữa không? Và khả năng phải đánh lô giữa hai nhà. Vòng vã con voi luôn em ơi. Vâng, theo Gani nhận về thì bài siêu giàu. Vâng. Vâng, quả nhoét nhoét. Vâng, voi. Voi cũng nhoét nhoét luôn. Vâng, hiêu khả năng là không thèm ăn. Vâng, tôi nhìn thấy ba quái bảo phụ. Nhìn thấy ba quái bảo phụ, không biết là Gani có bội thực trong tên này không. Vâng, bài FC thì nó cực khung luôn. Có một dân bay gỗ đang đứng chơi. Bay gỗ kia. Bay gỗ kia cơ. Trên, đấy, 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 đúng rồi. Rồi, và đặt chiếc BB ở đây, ở chiếc BG ở đây. Vâng, 26 dân kích ở đầu 8. Cực kỳ sớm sủa. Và quay trở lại với Hồng Anh. Hồng Anh câu con voi kia chưa, đừng để được nói câu mất. Đấy, tôi đã bảo rồi mà. Ê, vân voi đứng lại em ơi. Vâng, mèo. Vâng, mèo. Không như vậy. Vâng, Hồng Anh hơi hiền trong tên vừa rồi. Vâng, từ bỏ hơi sớm. Vâng, sang hẳn nhà chính Gunny ăn hiệu cũng được. Nhà Gunny bỏ thừa hẳn bầy hiệu phụ, bầy hiệu đầu đấy. BB. Hồng Anh vẫn sẽ kích sớm thôi. Ở như vậy Hồng Anh có lực khỏe lắm. Vâng, có cả bãi cơ bãi hiệu ở xa này cơ mà. Đây bãi hiệu 7 con. Và đây sẽ là BM và đây sẽ là BL. Một bài mà cuối 9 đầu 10. M1 có lên sớm. Vâng, sớm hơn Hồng Anh. Mà tôi nghĩ là đời 2 chưa biết thế nào một lần. Kích đời xin giò trước. Kích thiếu 2 thịt rồi, được rồi, 10-04. Món giò sẽ sinh ra trước thôi. Rồi, chiếc BS vâng rất nhiều gỗ. Bonny, à thôi, để Hồng Anh thiết kế chiếc BL thứ hai thì chuẩn hơn. Con giò tiện vâng tạt cánh đánh đầu luôn khi mà nhận ra là cái bài mà của Gunny là lên, ông bài của B là lên sớm, Hồng Anh sẽ tạt cánh luôn. Mèo sẽ người đánh chém.
Vâng, cánh mèo sẽ gặp Hồng Anh, còn Hồng Anh Gunny sẽ gặp nhà mùa 1. Vâng, lực không quá khỏe khi mà đã nâng cấp đầy đủ công giáp. Vâng, BL thứ hai chuẩn luôn. Gặp mùa 1. Vâng, đây rồi. Vâng, bài bi khỏe đấy nhá. Vâng, vâng bi cũng chọc chéo. Vâng, bi đang tưới mất tay. Vâng, bi đã lên xong đời. Như vậy bi một bài kích 9. Sẽ là 9 bao nhiêu chúng ta hãy cùng chờ đợi. Như vậy là 9 sớm đấy, khoảng 9:30 đấy. Vâng, lên sớm thế nhở. Vâng, oanh 10 không mấy mà lên đời xong một đoạn. Sợ thật. Vâng, bây giờ con giỏ bi giỏ khá khôn. Như vậy là oanh sẽ yếu hơn game thủ BB. Quay trở lại Gunny, nhưng Gunny khỏe lắm. Và cứ yên tâm đi em, cứ bình tĩnh. Mà Gunny sẽ cân tất và cân cả đất xung quanh ở trong trận thiếu này. Lực thì gần như là không phải vẽ ruộng, bởi vì cái bài của anh nó quá giàu. Bây giờ vẫn ăn nhiều. Không cho trong gỗ được. Cho trong gỗ được, rồi. Bánh xe. Bài kín như bưng. Cẩn thận tân công ca thôi. Tôi chỉ sợ tân công ca trong trận thiếu này thôi. Chứ còn mấy con chém thì không bao giờ vào được. Bây giờ Hoàng bắt đầu. Bên kia cũng có bánh xe. Sớm thế nhỉ. Vâng, có phù. Thôi. Và sau trận thiếu này thì các bạn hãy chờ một chút để mình có thể chuyển mạng. Có vẻ những cái đường mạng đây nó đang hơi giật. Vào đây à. Vâng, đưa con lạc đà sang để xem có tơn công cai không. Hồng Anh chết cả con giò. Bây giờ thì có P, Hồng Anh cố gắng ra ruộng tại nhà và sẽ cố gắng khỏe lên thôi. Bên kia thì mèo chưa mất cái gì. Không thấy mèo đi. À, như vậy bây giờ mấy con giò của mèo mèo lên cực muộn trận thiếu này. Nhưng mà được bi chéo cánh nên là mèo tự yếu thì lại thì khỏe. Mèo là người cầm crack. Còn phù được con giò thì tươi. Không, thôi. Cũng có phù rồi. Thôi đúng rồi đấy. Bằng họ hên thì mình cũng phải hên chứ. Rồi, bơm vàng cho Gunny để Gunny có thể lên cái giáp 4 sớm. Bài Gunny rất khỏe. Quay trở lại Gunny, vâng, Gunny đã chuẩn bị lên xong cái giáp 4 rồi. Vâng, tiếp tục xây thêm một ra nữa, như vậy là 5 BA. Có 4 BA đầu tiên, turn đầu tiên ra cực đều. Không, như vậy là turn thứ 2 rồi. Và bây giờ đang đẩy vào nhà của đối thủ mồ 1. Vâng, có làm một turn lên 12 giờ không? Nhà của mèo lên muộn đấy, tôi nghĩ là thời khắc này chứ chắc mèo đã khỏe. Vâng, làm hai cái ruộng ở đây. Vâng, gặp cái gì giữa bản đồ? Vâng, bài của Gunny đừng có nói về công vào. Một khung vô cùng. Trận này cố gắng trâu lên và cân 2. Tham lại cân. Hồng Anh vẫn to ngang màu 7. Nhưng mà màu 7 không quá khỏe đâu nhá. Vâng, Roman của Bi đang cố gắng đưa về một cái thế bài mà đánh trâu sọc đơn. Bắt đầu có những con sọc đơn. Và giáp 4 chưa nhỉ? Như vậy giáp 4 rồi, giáp 4 cực kỳ sớm. Vâng, đẩy nhau màu 7 luôn đi. Tôi nghĩ là đẩy nhau màu 7 thì tươi đấy. Vâng, mất bài vàng. Hơi đáng tiếc. Vâng, nhà Gunny khung nhưng tôi nghĩ là Gunny cứ đẩy cung thoải mái thôi. Vâng, một khi nhà cung thì nhà khung thì cứ đẩy cung thoải mái. Vâng, được bao cung đi hết. Vâng, nhà khung mà sao phải xoắn. 5 BA vẫn đang rất đẹp. Rồi, cứ bình tĩnh nha. Tương này phải tụ lại nha. Sóc đơn thì mang tiếng là như thế thôi, nhưng mà nó yếu lắm. Vâng, yếu, máu cực ít. Máu ít mà lại giấy. Rồi, vào đây, cẩn thận bị bắt quân. Vâng, đưa một tân cung sang kia ông anh. Vâng, thì Bi bắt đầu bùng nhà. Vâng, để ý dân cung ra tắc. Rồi. Vâng, Hồng Anh bị đâm mì. Như vậy, nhà Bi bay. Nhà Bi đã bay vào nhà Hồng Anh. Vâng, Hồng Anh bị đâm mì nhưng mà không vấn đề gì cả. Khi mà Hồng Anh đã có những con phù. Vâng, 3 con phù này, phù được 3 con y thì là mát giấy. Phù lại máu cho lạc đà và người chém đi em. Phù lại máu cũng được nhá. Vừa đấy chuyển sang đánh một bài mà châu y. Và đường ngoài chơi đi. Vâng, họ là sọc tương nhưng mà tôi nghĩ là chơi được tương này, các bạn tin không? Vâng, ăn được tương này. Và tôi đã bảo rồi, mà sọc giấy, mà người ta đã nói là sọc giấy thì nó vâng, mỏng như tờ giấy. Vâng đấy, cũng là chết mấy đâu. Vâng, như vậy là Biri sai. Vâng, tươi khó trong trận thiếu này. Tỷ số lại là 2-2. Một bài mà Gunny quá khỏe, không bị quấy một tí gì. Vâng, bài tôi nói là siêu giàu, vẫn còn 4 voi 1 mỏ quả ở bên ngoài. Vâng, còn cả hiêu không thèm ăn. Bài giàu vô địch thiên hạ.
Và bài của Mel thì cũng khá khỏe đấy, nhưng mà Greg thì chả lấy cái gì đánh với AC cả. Và chúng ta hai đều ở trong siêu này, và các bạn hãy chờ một chút để mình có thể đổi đường truyền xem còn giật không.